Nhật Bản là một đất nước rất là đặc biệt. Cách tiếp cận của họ khác với Mỹ, khác với châu Âu. Họ tiếp cận theo phương hướng chính phủ thì không quá ép buộc đối với các đối tác ở nước ngoài. Nhưng mà các doanh nghiệp thì họ phải chịu áp lực liên quan tới việc giảm phát thải. Từ khoảng năm 2011 là chính phủ Nhật Bản bắt đầu đưa ra một cái mô hình gọi là Japan Carbon Scheme. Trong đấy nhấn mạnh vai trò của việc ứng dụng công nghệ trong việc giảm phát thải. Thì ở đây mình như một tí là để mà giảm phát thải hay là câu chuyện xanh này nè, thì có 3 hướng: giảm phát thải, thu hồi phát thải, dịch chuyển phát thải. Chính phủ Nhật Bản là đi theo tiên phong theo hướng là giảm phát thải, decarbonization. Nhật Bản là nước họ có nền kinh tế rất là mở, họ đầu tư rất là nhiều nơi. Và bản thân tại nội tại Nhật Bản, số lượng nhà máy hoạt động để mà có thể áp dụng cái công nghệ giảm phát thải này cũng không phải là quá nhiều so với tổng quy mô kinh tế của họ. Nên với việc đưa ra Japan Carbon Scheme thì họ đặt ra mục tiêu đó là họ chỉ đầu tư công nghệ của Nhật Bản ra nước ngoài thì ảnh hưởng tích cực đến việc hoạt động và giảm phát thải carbon. Sau đấy cái phần giảm phát thải đấy sẽ được ghi nhận ở cả Nhật Bản và nước sở tại. Thì để thúc đẩy quá trình này mạnh mẽ hơn và đồng thời là yêu cầu các doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản, những doanh nghiệp mà đầu tư ra nước ngoài, chính phủ Nhật Bản họ đưa ra một cái chương trình gọi là Green Transformation Fund, một quỹ hỗ trợ rất là lớn trong lộ trình ở đây khoảng 5-7 năm, có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ, giảm phát thải. Nói chung những gì mà liên quan tới chuyển đổi xanh ấy, thì sẽ được chính phủ hỗ trợ cho phần đấy. Và phần cuối cùng bắt đầu họ đẩy mạnh là liên quan tới International Collaboration, thì không chỉ làm ở trong nội bộ Nhật Bản mà họ cũng lan truyền cái cách làm đấy ra và phối hợp một phần cũng là để hỗ trợ, quay lại hỗ trợ cái JCM, Japan Carbon Scheme của họ. Thì đấy là cách làm của chính phủ Nhật Bản.